tôm bạc nữa nè. Đó. Quá. Tép đây, tép bạc hay. Nửa ký 40 hả cô? Quá rẻ luôn. Đó dư rồi cho thêm con cũng được nữa. Cô dạ. Đó cô này cô vui vẻ quá, cô bán đắt. Như con cá lóc này hiện tại bây giờ mình bán cho người ta là mấy ngàn ký rồi cô? Wow, có 100 ngàn à. Quá rẻ luôn nha. Cô bắt được em, bắt được em này luôn hả cô? Mà cô cũng bắt được nó luôn hả? Lặt lú được. Đó nhìn ưng cái bụng chưa? Cái này nó có cái màu hơi đỏ đỏ. Măng ngọt nha. Măng ngọt. Măng lòng. Măng lòng. 1 ký 15 ngàn. Bao ăn bao ở. Bao ăn bao ở bao ngủ. Đó. Chỉ vàng này bây giờ bán nhiêu ký hả anh? Ký 200. Còn khô cá lóc. Lóc 108. Lóc ớt muối luôn nha các bạn. Ý ông xã. Bao ăn luôn. Hết luôn bao ăn. Khô của em là khô châu đốc, em bán giá gốc luôn. Khô châu đốc bán giá gốc. Ăn xong lên tới nóc. Ủng hộ chị. Đó. Thịt ba gọi như thế này thì mình bán cho khách là mấy ngàn ký hả chị? 14 ngàn là 140 á các bạn. Đó. Cô chia sẻ giá công khai. Các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ. Chắc có lẽ là đây là mắm bùa hóc phải không bé? Đó. Một bịch nhỏ như thế này mình bán mấy ngàn hả bé? 13 ngàn được 300 gram không bé? Nửa ký đó các bạn, các bạn nhìn thấy không? Đây là một trong những món đặc sản, đặc trưng của người đồng bào dân tộc Khmer. Dạ em ở Vĩnh Long. Bữa này vẫn ế quá à anh. Dạ. Cá ngần. Cá ngần này là mình bán mấy ngàn ký anh trai? 55 ngàn. Rồi còn cá đổng này. Cá đổng 105. Chiếc xe đang có mặt tại chợ Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh các bạn. Hôm nay là hiện tại 7 giờ sáng ngày 12 tây tháng 6 năm 2024. Chợ Châu Thành này nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 10 km các bạn. Đây là quang cảnh phía trước chợ Châu Thành này các bạn. Đây là trung tâm bách hóa tổng hợp của chợ Châu Thành. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe để cùng nhau tham quan dạo một vòng xung quanh khu vực chợ Châu Thành này, xem các bạn người ta mua bán như thế nào cho các bạn, gồm có những cái đặc sản gì của người dân tộc Khmer nói chung, nói riêng của Châu Thành Trà Vinh nha các bạn.
đây có cô bán rất là nhiều trái cây luôn nè. Wow, xài cốc cũng các loại nha, nhãn nè. Một ký lô mốt. Trời, đó là xài gì mà sớm màu vàng vậy hả cô? Chắc chắn hả cô? Xài đó tên gọi là xài gì cô? Đây chắc là bao lại quá. Cái này xài keo á cô? Xài keo hả? Cắt chu. Đó, rất là nhiều luôn. Này chắc là nhãn xuồng hay long nhãn gì các bạn. Rất là nhiều nè các bạn. Đây là khu vực bên ngoài các bạn. Nhưng mà nắng lắm, ngược nắng một xíu nữa mình à. Quay cho các bạn xem nha. Giờ mời các bạn đi xem bên trong khu vực chợ Châu Thành này nha. Rồi mình thấy giày dép nè các bạn. Chè sôi nước, cô bán nhiều quá. Dạ, cô bán đủ thứ hết rồi các bạn. Đây là quan cảnh bên ngoài nè. Đây là bánh lăng. Xương xa, hột lụ, bánh tiễn, bánh bò, bánh nước. Bán cá đi. Dạ. Sáng giờ cô bán đắt không? Dạ, bán được. Bán cho cô đó cái gì kìa? Hộp, bánh nước. Quán rất là nhiều bánh luôn các bạn, 10.000 bịch bánh ướt giống vậy hả cô? Dạ. Dạ. Nhiều thứ quá, sáng giờ cô bán được nhiều không? Dạ, bán được. Dạ, thôi con chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Đó, chuối. Đúng rồi. Wow. Chuối gì mà đỏ ao vậy ta? Chuối lửa hả cô? Hay quá ha. Chua nữa. Sáng giờ cô bán được nhiều không cô? Cũng bán lai gai ha. Dạ, còn là chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Để mình đi mé ngoài nè. Trước nghe các bạn đem hồi nắng lên nóng lắm. Wow, chị bán hết luôn rồi hả? Sáng giờ chị bán gì? Bán bò à. Bán bò hết luôn rồi. Bị tai nạn á rồi xe đụng á. Dạ. Không có đi phần hướng được. Dạ. Bán bò. À, em chúc chị ngày nào cũng bán đắt giống dạ, vậy nha. Dạ. Dạ. Trước đây là có một ngôi chùa mà người dân ở đây gọi là chùa Ông Bổn á các bạn. Bên cạnh chùa Ông Bổn thì có một cái ngôi miếu. Người ta nói là miếu của ông Ngọc Hoàng. Được đặt giữa lộ luôn các bạn. Wow, chị bán nhãn gì bự bự quá. Anh bán bông nữa. Bông cúc qua bánh hộp. Cái đàn vàng này là phải bông cúc không anh? Qua cúc lưới. Cúc lưới như vậy bây giờ mình bán cho khách lại nhiêu mình hả anh? 20 không anh? 20 không? 35 quá trời luôn. Rẻ hơn bữa 1 năm đó. Năm có chỗ bán 48.000 luôn á. 50 đó. Cái này là long nhãn hay nhãn xuồng cô? Nhãn xuồng. Wow. Nhãn ở nhà chắc ở nhà mình hái rồi mình trồng ha cô. Trồng mình hái luôn. Cái này bây giờ mình bán cho người ta là nhiêu ký vậy hả cô? 50.000 nhãn xuồng. Đó, các bạn muốn ăn nhãn xuồng thì tới đây ủng hộ cô. Em à, chúc cô luôn bán đắt nha. Chúc anh trai luôn bán đắt nha. Đây là chùa Ông Bổn các bạn. Bên đây có cái biểu nè các bạn. Cái biểu này nằm giữa lộ luôn nha. Mình lúc nãy mình hỏi mấy cô thì đây là cái biếu của ông Ngọc Hoàng á các bạn. Người ta làm lộ nhưng mà không có dẹp được cái biểu. Mình người ta nói cái biểu này rất linh thiêng. Cho nên dẫn ra để nguyên cái biểu giống như thế này nè các bạn. Các bạn thấy không? Hay không? Không ai dám chạm vào cái biểu này nha các bạn. Bắt răng bơ đặc biệt thơm ngon 10.000
thì bắt trái cây ổi nè, mận nè, xoài nữa nè. Đó có một cô đẹp cười dễ thương luôn, chuyên bán trái cây ở chợ trong thành đó các bạn. Mình có tham quan du lịch ở gần đây và muốn ăn trái cây thì ghé đây, có rất là nhiều xoài, ổi rồi mận Hà Nội nữa các bạn, kèm theo là muối ớt luôn nha. Đó em ơi, chúc chị luôn bán đắt nha. Ở đây một cô bán khóm. Sáng giờ cô bán được nhiều không cô? Khóm này chắc khóm loại ba hay gì mà nhỏ nhỏ không á cô? Khóm này là giống như là khóm cội á. À khóm cội. À một lần này nữa rồi người ta bỏ. Bỏ luôn giống như vớt vườn ha. Dạ, một trái vậy là mình bán mấy ngàn này hả cô? 5 ngàn mình gọt sẵn mà để gì vậy luôn ha. Đúng rồi, gọt sẵn đâu có vô bọc gì nè. Dạ, 5 ngàn một trái. Khóm này khóm mót hả các bạn? Vớt lại đang bỏ vườn luôn. 5 ngàn một trái. Đây nè, mình bỏ gì nè. Dạ, dạ. Khóm này là khóm Trà Vinh hay khóm ở đâu cô? Khóm Tiền Giang. Khóm Tiền Giang, đúng rồi, thành phố. Hai trái vậy là 10 ngàn. Hai trái 10 ngàn. Các bạn có muốn ăn khóm này tới đây ủng hộ cô. Cảm ơn, chúc cô luôn bán đắt nha cô. Gạo, rau má, rau nhãn lồng, rất là nhiều rau dường không các bạn. Mấy cái rau này ăn mát ngủ ngon lắm mà các bạn. Bên đây anh bán giấy số đó thì có cô bé bán bánh mì. Bánh mì, nem nướng. Bên kia thì cũng hết khu vực chợ các bạn. Giờ mình dạ các bạn ở vào trong trung tâm tham quan của chợ nha. Chị bán cam vàng ôm luôn. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Mới lại. Dạ, chị mới dọn ra. Cam ngon quá. Các bạn có đi chợ muốn ăn cam thì ghé đây ủng hộ chị. Rất là nhiều cam luôn. Này là cam sành ở đâu hả chị? Cam sành Cầu Kè. Dạ, em chúc chị luôn bán đắt nha. Bên đây chôm chôm quá nhiều luôn. Chào bác cô bán chôm chôm. Cái này chôm chôm xe qua hả cô? Cầu Kè luôn đó. Một ký bây giờ mình bán cho khách là nhiêu tiền này hả con? 15 ngàn, quá rẻ luôn. Quá rẻ biết rồi, phát hết tiền luôn, hết vốn. Không sao, hy vọng một chút xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ chị ha. Dạ em cảm ơn chị. Đó anh bán chuối, bán dừa. À, dừa quá nhiều dừa luôn. Dừa hột vịt. Dừa sim. Chào cô bán dừa sim. Phải dừa sim không? Mà sao nhỏ nhỏ vậy cô? Dừa sim. Đó là sim dây. Dừa sim dây. Còn cái này là dừa dâu. Ủa sao nó bé quá. Nó bé xíu vậy hả cô? Cái đó dừa éo á. Rồi mình bán trái hay bán nguyên hoài? Mua trái bán trái mua nguyên hoài bán. Trái nhiêu tiền đặng? Cái này là bốn trái 10 ngàn. Uống trái 10 ngàn, nó nước nó nhiều không? Do tí. Dạ không lét à. Dạ. Đó mọi người có ăn dừa thì tới đây ủng hộ cô. Cô chuyên bán dừa tại chợ Châu Thành mỗi ngày luôn ha. Dạ, em ơi chúc cô luôn bán đắt nha. Cái dừa này bé xíu nhìn thấy thương quá là các bạn nè. À. Cùng tay nha. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Một củ đó 10 ngàn thôi. Thêm một nhánh gần 5 ngàn nữa. Cô bán cũng nhiều thứ quá các bạn. Học dịch rồi củ sắn, củ khoai. Thêm bồ ngót nữa. 10 ngàn bó. Chơi luôn. Chơi luôn.
5, nửa ký bịch là nửa ký bột ngọt là 10.000. Bên đây thì bán chuối các bạn. Chuối chuối sáp nè, rồi trái nhào sống nữa nè. Khoai lang. Rồi dưa hấu. Quá nhiều luôn. Chào chị, chào anh. Sáng giờ anh bán được không chị? Bán được. Dạ. Mọi người có ăn dưa hấu rồi tới đây ủng hộ chị. Em ơi chúc chị luôn bán đắt nha. Gà muống. Sáng giờ má bán đắt không má? Dạ, cái này là chổi ở nhà mình làm hả má? Ồ hay quá, má làm gà chổi luôn nha các bạn. Rồi má tự hái gà muống có bán luôn. Dạ, một bó gà muống bây giờ má bán mấy ngàn hả má? Dạ, 2 bó 5 ngàn. Wow, trời quá rẻ luôn các bạn, 2 bó cho má luôn. Đó, các bạn có muốn vừa sử dụng chổi thì tới đây ủng hộ má. Coi chúc má luôn bán đắt nha má. Băng đen các bạn. Mới sáng luôn nè, dấu còn mới chát luôn nè. Rồi. Rồi tôm bạc nữa nè. Đó. Quá. Tép đây, tép bạc hay tép bạc đây. Nửa ký 40 hả cô? Quá rẻ luôn. Đó dư rồi cho thêm con cũng được nữa. Cô nhiều quá. Dạ. Đó cô này cô vui vẻ quá cô bán đắt. Coi như 80.000 ký hả cô? À, 80.000 ký, cái đó mình mua thêm miếng thịt ba gọi nữa về mình gan mặn luôn. Miếng thịt ba gọi á, về mình bỏ vô mình sắc mỏng ra vô gan mặn luôn. Khỏi chê luôn. Khỏi chê luôn. Làm thêm củ khoai mỡ nữa. Nấu canh ha. Nấu canh luôn là rồi ok luôn. Củ khoai mỡ rồi vô mắm một cái đó. Thôi đủ thứ chuyện trên đời chứ. Nhắc mà hồi chảy nước miếng gán chịu. Trời luôn rồi. Dạ. À. À, em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Cô bán khô quá nhiều luôn. Cô cá lù đù, cô cá chét, cô cá lóc. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Cũng được lai gai. Là xưởng nữa các bạn. Như cô cá lóc này, hiện tại bây giờ mình bán cho người ta là mấy ngàn ký rồi cô? Wow, có 100.000 à, quá rẻ luôn nha các bạn. À, cô tự làm nhà luôn. Wow, hay quá. Dạ, các bạn có muốn ăn khô cá lóc thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Khô cá lóc ở đây cô tự làm ở nhà, cô bán 100.000 ký các bạn. Mình nhìn thấy con bự vậy mà 100.000 cũng rất là rẻ luôn các bạn. Nè, bà con mình ba đoán đa số là cây nhà lá vườn không nha các bạn. Em chào cô bán rau. Sáng giờ cô bán được không? Cũng đỡ đỡ. Cái khổ qua này mình sao mình thấy nó ngoằn mèo vậy cô? Khổ qua vòng á. Khổ qua vòng á hả? Dạ. Khổ qua vòng này nó ngon hơn cái lạ. Ngon hơn khổ qua kia ha. Cái này vậy là chắc lẽ mình bán mắc hơn quá hả cô? Có 25.000. Qua cũng có 25.000. Cái cải nọ nữa nè. Ủa sao bé xíu gì người ta nhổ rồi cô? À để dành cho người ta ăn sống hả? Dạ. Dạ, cô bán rất là nhiều nghe bạn, măng nè, mướp nè. Đó, các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, dạ. Em chúc cô luôn bán đắt. Dạ. Dạ. Em là Chí Xe TV nha. Nè, tên em là YouTube Chí Xe TV. Thôi cô giữ tờ đi rồi chưa buồn buồn vô đây xem cho đỡ buồn. Dầu má, trời ơi cô con cá má nó bự luôn các bạn. Cộng nào cũng lấy nó bự mà nó dài nha. Quá trời luôn nè. Quá thiên nhiên luôn hả cô? Sao mà cô có được? Cô tự đi bẻ luôn. À đi kiếm rau hái. Dạ, rồi mình đem ra chợ mình bán. Ngày mình kiếm 500-700 ngàn cũng được. Cỡ lắm. Dạ. Qua. Cô bắt được em, bắt được em này luôn hả cô? Mà cô cũng bắt được nó luôn hả? Lặt lú được. Đó nhìn ưng cái bụng chưa? Ngon quá. À, rồi thêm dây nhẫn lòng nữa các bạn. Cái này đem về phơi khô nấu nước uống. Dạ, làm thuốc. Nấu nước uống cũng mát lắm bạn, dễ ăn dễ ngủ nha. Rất là nhiều luôn nè các bạn. Dạ, rồi em cảm ơn cô, chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Cô cười dễ thương quá. À.
Ở đây có một cô bé bán cá lóc, bán tép bạc, bán tôm thẻ. Ôi em chạy ra rồi bé ơi kìa. Rồi cam nữa nè các bạn, rất là nhiều nha. Măng nữa. À. Thì thường mấy cô ở đây chân chất thật thà lắm nha các bạn. Còn quán rau muống nè, cải nè, mướp nè, bí nè, rất là nhiều luôn. Anh trai bán cam nữa các bạn. Cam anh bán bò bự bự không nè các bạn. Ở chợ Châu Thành các bạn có muốn ăn cam thì tới đây ủng hộ anh trai. Cam này gọi là cam sành đúng không anh? Cam này ở đâu, Cầu Kè hay là Vĩnh Long anh? Cam sành Cầu Kè cũng là một trong cam nổi tiếng nha các bạn. Dạ. Cam bự như thế này là mình bán cho bà con mấy ngàn ký rồi anh? 8.000, còn cam nhỏ chắc 7.000, 6.000 gì ha? À, 2 kg 15, 3 kg 20. Đó, em chúc anh luôn mua may bán đắt nha. Rồi nắng lên rồi các bạn ơi. Cô bán rau mà nắng lên là cô không có cái dù hả cô? Dạ không có. Dạ. Cô bán rau muống. Đó, mọi người tới đây muốn mua rau muống thì ủng hộ cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Bên đây thì dưa leo, bắp, bầu bí, các bạn cải mầm, cải non nhiều lắm nha các bạn. Còn đậu dài nữa nha. Đó, có một chị đẹp chuyên bán rau củ ở chợ Châu Thành. Chuyên gia bào măng. Chuyên gia bào măng. Bán măng, vậy là chị bán măng nhiều rồi. Đó. Rồi chị quay bên trong không, không có cho các bạn xem nha, chị là ai nha. Biết được đâu tới đây ủng hộ chị. Thôi em chúc chị luôn bán đắt nha. Đây nè mấy cái là cái cô bào măng nè các bạn nè, cô đang lột nè. Ủa người ta mua rồi mình lột cho người ta luôn hả cô? Măng này màu đen có gọi là măng gì không cô? Măng mạnh tông hay bên chim? Mạnh tông. Còn cái màu xanh xanh là chim ha. Cái này hình như là bán mắc hơi tiền hơn là cái màu xanh nè cô. Dạ, hiện tại bây giờ mình bán nhiêu rồi cô? Có mười mấy hai chục ngàn ký. Gì có 20 ngàn ký hả? Ủa vậy chơi chim chắc rẻ hơn nhiều lắm hả? Rẻ hơn, có 7-8 ngàn đó. Wow, ở đây rẻ thiệt các bạn. Mấy khu vực chợ trên mình thấy có nơi 40, có nơi 50, có nơi rẻ lắm cũng 30-35. Mà ở đây có 20 ngàn hay gì, 20 hả cô? Quá rẻ luôn. Đó, mọi người muốn ăn măng thì tới đây ủng hộ cô. Đó, em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Bên đây thì bán quần áo hả các bạn? Quần áo lớn, quần áo nhỏ gì đủ thứ hết trơn nha. Đó. Mấy cô bán bầu bí măng, mình thấy ở đây điều đặc biệt là măng ở đây rất là nhiều. Dạ. Có cơm chay ăn là quý, em đi Sài Gòn sáng về em đói bụng mà không có chỗ xin nữa nè. Nghe cô nói em mắc ho luôn, bệnh luôn. Ở chùa hả? Xin ở chùa hả vậy? Ở chùa cho. Chị bán gì chị bán giấy số? Vừa bán rau vừa bán giấy số. Kèo nèo ra muốn. Mình bán mấy ngàn bó giống như thế này vậy? 10 ngàn một bó bự. Bự luôn. Cái này làm cái gì ăn ngon nhất hả cô? Nấu lẩu. Đó. Đó rồi. Rồi ra muốn luôn. Đây quá nhiều. Các bạn có mua rau thì mua giấy số tới đây ủng hộ chị đẹp. Em chúc chị đẹp luôn mua mai bán đắt. Ở trong đâu? Khô ha. Dạ. Dạ lại chuối sau lưng bám được còn em quen. Đó, quá nhiều chuối luôn. Ây, không có người mua mọi người ơi, tới đây ủng hộ cô. Dạ, em cảm ơn cô nha, một hy vọng. Tí xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ cô. Cảm ơn cô. Chú ơi mua vô chú ơi. Đó. Giọng quá nhiều giọng luôn. Quá trời. Đó. Nó bị hơi ngược nắng chút xíu nha các bạn. Các bạn xem đỡ nha. Cái 10 ngàn. 10 ngàn một cái 10 ngàn. Cái nào cũng 10 ngàn. Đó. Bưởi. Dưa hấu. Đây đây tới khu vực bế sông này các bạn. Chợ này phía sau có con sông nha. Wow, quá trời nhiều khô luôn. Khô gì cũng có này các bạn ơi nè. Khô dứa, khô chét, khô đủ các loại khô. Rồi, ở nó có vô luôn nha. 57.000 bạn ạ. 57.000 ba con cá lóc.
con bự bự không. Này cái khu vực phía sau chợ các bạn, là mà cho nên con sông giống như thế này các bạn. Bà con mình đi chợ thì đậu xe tùm lum hết trơn nha các bạn, này như nè, ai muốn đậu đâu đậu nha. Phía sau đây mình thấy nó bình yên lắm các bạn nè, một không gian phải nói là yên tĩnh luôn. Ở bên đó là cái cống các bạn, cống chắc có lẽ là cống ngăn nước hay ngăn mặn gì đó các bạn. Và mình về trong chợ nha các bạn. Các bạn ai xem nhớ cho mình xin một like các bạn, dừng tay lại bấm cho chiếc xe xin một like nha. Gào thì mình là cool, cool nhãn lòng đập lum hết trơn nghe bạn. Sáng giờ bán được không chị? Bán ê dữ lắm mà. Dạ. Nhúc ở đây mình tự ở nhà mình mang ở đây mình bán luôn hả chị? Em đi lặt ngoài đồng quá anh. À tự đi kiếm được ha. Dạ, nghèo quá không có đất ruộng gì đâu. Tự đi tìm được. Dạ, tự đi tìm. Lặt tầm 7 tầm 3. Ê trời cô đây bự cho bà luôn các bạn. Bự quá. Một lọn dưới vậy là mình bán mấy ngàn hả cô? Bán khi được 4-5 ngàn gì à. Có thì... khi thì bán được, có khi thì e. Ê. Ê. Để cho cô con buôn bọn bôi kia. 4 ngàn ký rồi nghe các bạn. Quá rẻ luôn, rau dừa. Dạ, mọi người có ăn rau dừa thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô luôn bán đắt. Dạ, em cảm ơn cô. Đó. Bà này đi kiếm không à. Đó, sáng giờ má bán được nhiều không? Không, ít hả. Má bán ít hả má? Ờ, má bán bà cũng à. Dạ. La cách rồi rau má rồi các bạn, nhiều thứ nè các bạn nè. Thôi con chúc má nhiều sức khỏe nha má. Rất là nhiều nha. Đó. Ký 15 ngàn bắp khía hả cô? Dạ, bắp khía, bắp này ăn ngon lắm. Bên đây là thứ quý các bạn, măng đen nữa nè. Rồi đây cô bán rau mướp. Wow. Ở đây mình thấy hũ hoa dòng rất là nhiều nè các bạn. Hoàn mèo ở đây thì gọi là hũ hoa dòng nha. Dạ. Hũ hoa dòng ăn ngon hơn hũ hoa sim. Ram bọn 5 ngàn một trái mớp. Đó, thêm một cọng rau bỏ vô nữa. Ram bọn mui ki. Rau cho thêm. À, còn trái mớp là năm ngàn. Dạ. Dạ. Chị bán rất là nhiều luôn. Thôi em chúc chị luôn bán đắt nha. À, bên đây thì mấy cô bán cái gì mà đông quá nè các bạn. Ôi ơi măng nha. Rất là nhiều mình. Cho các bạn xem. À, măng. Măng đen ở đây nó có cái màu hồng hồng nha các bạn. Các bạn nhìn nó có màu hồng hồng nha. Loại chè ở đây sao nó khác à, cái vùng Vĩnh Long Cần Thơ các bạn. Một măng chắc này để là tốt quá. Dạ. Quay lên nha. Bòn xả đấy. Ồ, cô đẹp luôn á. À. Dạ. Măng chè sim. Dạ. Măng này bây giờ mình bán bao nhiêu ký vậy cô? Có 20 ngàn ký à. Cái này là chia gì cô? Măng mảnh tông. Dạ, 20 ngàn một ký. Quá rẻ luôn. Dạ đúng rồi, có hôm là 40-50 ngàn, 50 ngàn ký luôn á. Giờ quá rẻ. Đây em ăn ký 15 ngàn. Măng một ký 15 ngàn. Ờ, măng ngọt luôn. Ủa, anh thấy à? Ở đây măng á. Măng long, long măng. Cái này nó có cái màu hơi đỏ đỏ. Ờ, măng ngọt nha. Măng ngọt. Ờ. Dạ. Măng long. Măng long. 1 ký 15 ngàn. 1 ký 15 ngàn. Bao ăn bao ở bao luôn. Ăn bao ở bao ngủ. Bao ăn bao ở gì được chứ bao ngủ là tới công chuyện luôn nha. Khoai mì. Đó, khoai lang.
bí rất là nhiều luôn các bạn. Đây là bán tôm nha, hình như đây tới cái khu vực người ta bán cá à các bạn. Tép bạc nè, cua biển nữa nè. Cá nhiều rau luôn nha. Rau củ. Đây chị bán gừng, bán chanh. Cà chua, bốn trái cà chua. Mười lăm ngàn. Đây anh bán giải. Đó, cô bán rau củ. Ngó sen đó các bạn. Đây là một bãi giữ xe. Bánh tét luôn, quá nhiều luôn. Hớm luôn. Cô ế kìa, quay vô. Dạ quay cô ế luôn. Cô này bán ế luôn. Đó, bắp cải, bắp cải quá trời. Sáng giờ má bán đắt không má? Em chết hả? Em chết luôn hả? Dạ, má bán nhiều rau quá các bạn. Ủa rau này rau gì hả má? À lá tí tô. Đó, rất là nhiều rau củ. Ai có đi chợ thì ghé đây mua rau ủng hộ má. Con chúc má nhiều sức khỏe nha má. Dạ, chúc má bán đắt nha. Đó, đây là khô. Rất là nhiều khô luôn. Đây là khô cá lù đù. Cá lù đù anh. Đó, rồi khô cá mối. Cá mối xẻ, cá mối nguyên con. Rồi cá đuối xẻ. Cá dứa, ôi đủ các loại cá luôn. Chỉ vàng dĩa. Chỉ vàng dĩa nữa. Chỉ vàng này bây giờ bán nhiêu ký hả anh? Ký 200. Ký 200, còn khô cá lóc. Lóc 18. 18. Lóc ớt muối luôn nha các bạn. Ớt này xả. Bao ăn luôn. Ớt luôn, bao ăn. Khô của em là khô châu đốc, em bán giá gốc luôn. Khô châu đốc bán giá gốc. Ăn xong lên tới nóc. Khô châu đốc, em bán giá gốc. Em bán gối đầu mới ghê luôn á. Gối đầu. Ví dụ ai khổ em bán trả góp luôn. Trả góp luôn. Ở xa bán chuyển khoản luôn. Nó dư châu thành bán trả góp đầu, hồi xưa giờ nó không có bậy. Dạ. Nó bậy là tội lỗ chết, nó cho mình người ta khổ. Đó. Dù tôi nói hiên nghe nè, ta già cả có tiền, giờ ta thiếu 10-20 ngàn mình phải cho chứ. Cho luôn. Cho luôn, chứ mình đừng. Hay quá. Mà cái gì cũng vậy. Đời của mình không có bỏ ta chết. Có một anh trai bán khô rất phóng khoáng luôn, giá cả phải chăng. Đó, các bạn có đi chợ thì muốn ăn khô thì ghé đây trong chợ Châu Thành. Dương khô á. Dương khô hả? Dạ, tới đây ủng hộ anh đẹp trai. Rồi chúc anh trai luôn mua bay bóng đất nha. 35 tuổi thôi, tại em có râu thôi, 35 tuổi. Chí xe TV. Rồi, cảm ơn TV ha. Dạ, Chí xe TV, đó là kênh YouTube. Chí xe TV. Tên đó. Chí xe TV. Chí xe. Rồi, ok. Mà để ra chí xe mình luôn đây á. Cái này mốt mình có chưa? Dạ chiều nay khoảng 6 giờ mấy á. Chiều nay ha, rồi mình chia sẻ cho bà con biết cái chỗ mình bán khô làm sao. Dạ ngoại mới ra quay rồi. Đó, bên đây là cô bán gạo. Chào cô bán gạo. Cô bán gạo, bán lúa, bán nếp, bán đủ thứ. Đó. Ê, không ai người ta biết đâu, tôi tới đây ủng hộ cô. Dạ các bạn có đi chợ thì bán được chứ. À, ủng hộ lộn cô khác thì sao? Mấy cô ở đây bán gạo rất là nhiều các bạn, các loại gạo luôn nha. Đó, các bạn có đi chợ thì muốn sử dụng gạo thì tới đây ủng hộ mấy cô. Dạ, sáng giờ mình bán đắt không cô? Bán chưa được. Bán chưa được, mới dọn ra buổi sáng ha. Gạo nói chung bán cũng có lượng ổn định chứ không phải tấp nập giống như mấy cái mặt hàng đồ ăn. Dạ, như mình bán đồ ăn cá mắm thì có khi đắt có khi ế, còn gạo thì nó ổn định vậy đó. Dạ. Cô bán gạo rất là nhiều nè các bạn. Điều có cái là cô không có cầm giá nha. Có... Dạ bán không có được, không có cầm đó cô. Dạ. Em thấy người ta có dễ miếng giá này cầm với cây á. Cầm lên. Dạ. Thôi em dù sao thì em cũng cầu mong cho mấy cô luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV nè. Đây là cái kênh YouTube của em nè. Chưa buồn buồn chiều gì đó vô đó xem.
cho đỡ buồn. Bên ngoài thì đây bán cái đồ gì nè các bạn, đồ la đồ diễn nha. Bên đây là bán bánh cay, bánh chuối chiên, rất là nhiều các bạn. Đó, đây là bán gạo nè, gạo bồ câu, gạo xốp, gạo huyết rồng, sáp ngỗng, mỗi thứ có để giá giống vậy nè các bạn, đủ thứ hết nè. Rồi bên đây nữa nè các bạn. Rồi, nếp gạo, nếp thái 20, gạo 19 thơm thái vậy nè, dài dẻo 18.000. Có một anh trai bán gạo quá nhiều luôn nè các bạn. Gạo đen là gạo thao, gạo nước than, à nước than 32.000. Gạo huyết rồng, gạo tứ quý nè, tài nguyên. Đó, con chào cô. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Dạ, cũng bán lay gai hả cô. Mọi thứ cô có để giá giống như thế này các bạn nè. Thơm tứ quý dài dẻo nè nha. Đó, mình có nhu cầu sử dụng gạo thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, dài dẻo 18.000, 5451, mình nếp sáp 19. Đó, mọi người có muốn mua gạo thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô chú luôn mua mai bán đắt nha. Dạ, ở bên đây cô cũng bán gạo các bạn. Nguyên cái dĩ này là bán gạo không nè các bạn. Nếp thái Hàng Châu nè. Đó, thêm 4kg. Và cô còn bán kèm theo thức ăn hay gia súc nữa các bạn. Có cám nè, cám nếp. Đó, sáng giờ chắc cô bán đắt rồi nè. Dạ, bắp nha, nước thang, cám vịt lớn, có nghĩa là thức ăn cho con vịt lớn đó các bạn, là 13.000kg. Đó, còn đó cám to hả cô? Cám to là bây giờ là 5.000 hả cô? Cám to 5.000kg rồi các bạn. Cám nhuyễn thì 8.000. Dạ, mọi người có muốn là sử dụng cám hay mua thức ăn gia súc thì tới đây ủng hộ. Dạ, em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Đó, đây một đường cũng vào bên trong chợ các bạn. Dạ, em ở Vĩnh Long á cô. Em là YouTube. Dạ. Hai sắp. Đó. Cô bán giống như bán tiệm tạp hóa các bạn. Dầu ăn, nước tương, nước mắm đầy đủ luôn à nha. Tiệm tạp hóa nhỏ thôi. Các bạn, các chị có đi chợ thì dạ kiếm cơm được rồi, cơm ngày hai bữa ha. Đó, một chị đẹp này mua cái gì nè, mua bịch bột ngọt. Này, à mình mua về bán lại ha, mình nhà mình có bổ đồ ha, bổ đồ. Người kiếm cơm, người kiếm cháo. Còn người quay thì kiếm thịt. Thiệt không? Em sáng giờ còn đang đang đói bụng luôn nè. Bụng. Sao rồi? Nằm rồi. Ba chục ngàn. 40.000. À. Bán lẻ thì 50. Cô chợ này à, hình như trước đây là chợ này là của người đồng bào dân tộc không hả cô? À đúng rồi, ở đây thì người dân tộc thì gì? Dạ. Dạ, thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Có quần áo may sẵn các bạn. Cô chia sẻ là đây là chợ của người đồng bào dân tộc Khmer nha các bạn. Của trong tỉnh Trà Vinh đó các bạn. Đó, ở đây là bán quần áo may sẵn rất là nhiều nè các bạn. Đó. Ai vô chợ thì ghé đây mua quần áo của một chị đẹp chuyên bán quần áo may sẵn trong chợ Trà Vinh. Ủa chợ cái gì? Quên. Chợ Châu Thành. Ủa nói Trà Vinh không? Đó nè, bên đây là bán bánh bánh ướt cơm chiên Dương Châu á các bạn. Đó, cơm chiên Dương Châu. Bên đây bà cô bán bánh ít, bánh mặn, rồi bánh, ủa bánh gì dài dài á cô? Tối nằm mơ. Tối nằm mơ. Ăn xong rồi tối nằm mơ thấy cô bán bánh lá mơ. Cái này thấy hỏi ngộ quá, bánh lá mơ. Là bằng bột gạo hả cô? Dạ, một bánh như vậy là mình bán mấy ngàn cô? Hai cái 5.000 à. Hai cái có 5.000 thôi. Quá rẻ. Bạn nhìn nè các bạn. Lá mơ bằng á. Giống như cái quặng nha các bạn. Đó. Mọi người cũng muốn ăn bánh lá mơ hay ăn bánh ít thì tới đây ủng hộ cô. Rất là nhiều bánh luôn. Em chúc mấy cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi bên đây bán quần áo. Rồi bên đây thì
cô bán bún nè các bạn, bún nè, cơm Dương Châu. Rồi, giờ sẵn là ai muốn ăn bún thì tới đây. Sáng giờ bán được không ba? À, bún lúc này mình bán cho bà con mình là 1 kg nhiêu rồi hả ba? 14.000. Bún này là bún mình làm tại tại đây luôn hay mình lấy ra khác? Dạ lấy gần đây á. À, có lò, có nghe là bún này là bún của Trà Vinh ha. Đó 14.000 1 kg, hai bên giống nhau. Các bạn có muốn ăn bún hay nhà có đám tiệc thì đó, là muốn sử dụng bún thì tới đây dưới chợ Châu Thành của Trà Vinh. Tới đây ủng hộ cô bé. Rồi, chúc cô bé luôn mua mai bán đắt nha. Cũng là Chí Xe TV nha. Mình chia sẻ cho bà con biết cái chỗ bán bún mình, ta có đi chợ tham quan du lịch thì tới đây tao ủng hộ mình. Và bánh tét, bánh u, cái này chắc của cầu ngang hay gì nè các bạn. Đó, bánh tét luôn, quá nhiều bánh tét luôn, bánh u dân thịt luôn nha. Nhìn thấy ngon chưa? Bánh tét này là tên gọi là bánh tét gì hả cô? Trà cuông. Trà cuông là ở ấp Trà Trà cuông. À, xã Kim Hòa, đúng rồi, Kim Hòa là của Trà Cuông các bạn. Là một trong những đặc sản của miền Tây nói chung, nói riêng là của tỉnh Trà Vinh các bạn. Là bánh tuốt tét Trà Cuông này đi tới đâu thì cũng nổi tiếng nha các bạn. Đó. Dạ, chào anh đẹp trai. Xin chào anh đẹp trai. Một bánh tét như thế này mình bán mấy tiền hả cô? Bánh nợ 40, bánh thịt nước 70. Bánh này 40, 40 này 35. Ở đây mình có thể mua một cái bánh mức độ giá rẻ như thế này, tại vì ở đây là ngay gốc nha các bạn. Chứ nếu mình lên mấy tỉnh trên mà quen đường á là sẽ mắc hơn nha. À, mọi người có muốn sử dụng bánh tét Trà Cuông thì tới đây ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. À, cô bán bánh ú như là các bạn nhiều luôn nè ha. Đó. Đây. Năng qua. Đây cô bán cái gì nè, bún bì, rất là nhiều bún bì luôn. Còn bên đây thì người ta bán đồ giống như đồ hàng xén các bạn, vỏ sách rồi lon hộp đủ thứ các đồ nè các bạn. Sâm nè, măng nè, bột é, bánh lá dừa, rồi cốc cày, rồi xài keo, xài đeo. Rồi thêm này chắc ổi nữa, ổi này ổi nữ hoàng quá. Dạ, sáng giờ chị bán được không? Dạ, được. Dạ, cốc này bây giờ mình bán mấy ngàn ký hả chị? 15.000 một ký. Này xài xài đeo phải không? Xài keo. Xài keo. Xài keo thì 10.000 hả? 20. 20. Đó, mọi người có muốn ăn xài, ăn cốc, khi nào có đi chợ thì tới đây ủng hộ chị. Dạ. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, đây là YouTube Chí Xe TV nè. Vô chưa buồn vô đây xem cho đỡ buồn. Dạ. Con chào bà cậu. Dạ, dạ. Bà cậu bán con biển hả? Dạ, con biển, cơm rượu. Con biển, cơm rượu, túi nấu luôn. Dạ. Hay quá. Sáng giờ cụ bán được nhiều không? Dạ, cũng được bộn rồi. Cũng được bộn rồi. Dạ. Dạ, cụ đang làm cái gì vậy cụ? Bỏ chuối vô hả? Ừ, bỏ chuối vô. À, bỏ vô từ nãy hả cụ, để mình bán cho người ta ha. Một nãy như vậy là bà cụ bán được mấy ngàn bà cụ? 10.000, 12, 15 tùy theo nãy ha bà cụ ha. Dạ, dạ, dạ. Chuối này bà cụ mình mua mình nấu hay là bà cái chuối nhà mình nấu? Chuối nhà. Chuối nhà nấu cũng tiện các bạn. Dạ. Con chúc bà cụ luôn sống lâu trăm tuổi nha bà cụ. Cậu ăn không? Dạ không. Con đi quay mà. Chúc bà cụ ngày nào à, ngồi đây thì ngày đó bà cụ bán đắt nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn cụ nhiều. Dạ, con cảm ơn bà cụ. Đó, rất là nhiều nha. Đây là bán giống như tạp hóa các bạn, đường đậu nha. À. Wow, cái này mới ngon nè. Có một bà cô bán bánh dân gian. Bánh gì không biết đâu, bánh chè sữa nước hay gì á, bánh nếp trần. Bánh bào chỉ. Cái này là bánh gì hả cô? Nè này nè. À. Xôi. Bánh tây yến. Bánh bò, đủ các loại bánh luôn, nhìn thấy thèm luôn. Các bạn có đi chợ muốn ăn bánh thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, một bịch bánh bò mình bán cho khách là mấy ngàn này hả cô? 10.000 một bịch. Bịch là 10.000 hả cô? 5. À, bịch 10.000 là nhiều hơn. Đó, 10.000 là nhiều hơn này các bạn ơi. Đó. Dạ, con chúc cô luôn nhiều sức khỏe nha cô. Chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Yeah.
À, bên đây bán đồ tập quá nha các bạn. Bánh bao mọi người ơi, chú mới dọn ra hay là hết rồi chú. Quá wow, hay quá. Bánh bao còn cây duy nhất thôi. À, mà chúc chú ngày nào cũng bán đắt y vậy nha. Dọn ra chút xíu là hết. À, đây bán quần áo. Còn bên đây người ta bán cũng quần áo kèm theo đó, giống như tập quá luôn các bạn. Giống như tập quá luôn các bạn. Đủ các loại nha. Quần áo, quần bao vớ tay nè. Còn bên đây thì chén giống như đồ hàng xén các bạn nè. Đủ các mặt hàng nha. Khu chợ này nhỏ nhưng mà đa dạng hàng hóa luôn các bạn, cái gì cũng có nha các bạn. Sầu riêng. Rồi rất là nhiều trái cây luôn nè các bạn. Nào bên đây là quần áo nè. Nè. À. Bánh luôn, quá trời bánh luôn. Có một cô bé bán bánh quá trời nhiều, các bạn có đi chợ muốn ăn bánh thì ghé đây. Mình nhìn thấy có nhiều cái sâm bổ lượng nè các bạn. Rồi chè nha, chè đậu trắng, rồi chè đậu xanh gì nè. Rồi bánh tây yến nha, rồi nước sâm nè. Wow, đây là chè dưỡng nhan nè. Chè dưỡng nhan một bịch như thế này mẹ bé bán mấy ngàn hả bé? Hình như là rất là rẻ luôn á. Mình thấy chắc cái này cũng cỡ 300g hơn á các bạn. Rất là nhiều luôn, rồi nước sâm nữa. Đó. Các bạn có đi chợ thì có muốn sử dụng mấy cái mặt hàng như thế này thì tới đây ở trong chợ Châu Thành của tỉnh Trà Vinh có một cô bé chuyên bán. Rồi chúc bé luôn mua may bán đắt nha bé. Đây, chú là chiếc xe TV nè bé. Ổi nè các bạn, mận nha, rồi sầu riêng, rồi măng cục. Trời ơi, chú không có cho phiêu tôi à. Dạ. Chị đẹp ơi, sáng giờ chị bán đắt không? Cũng được. Sầu riêng này gọi là sầu riêng gì hả chị? Sầu riêng ghi sáo. Mọi người thấy thèm chưa? Nhãn xuồng hả chị? Dạ. Nhãn xuồng. Xong rồi những cái mặt hàng trái cây nội địa còn thêm nhập khẩu nữa các bạn nè. Một ký 20 ngàn. 20 ngàn một ký. Mua một chị ủng hộ một ký 20 ngàn. Dạ. Đây thì bán ly hương, bán đồ nhiều thứ nè các bạn, chổi thì chiếu thì tùm lum hết trơn nha. Đó. Ở đây đồ giặt nồi giò. Đó, rồi cô bán cơm dẹp luôn. Cơm dẹp là một trong những đặc sản của người đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh các bạn. Không ở đâu cơm dẹp ngon bằng của Trà Vinh hết á các bạn. Dạ đúng rồi. Trà Vinh là ngon nhất nha. Dạ. Dạ, một bịch gì cô vô sẵn một ký hay gì cô? Nửa ký thôi, nửa ký ở đây mình bán cho khách là mấy ngàn này cô? 25 ngàn. Nửa ký quá trời rẻ luôn nha. Nè các bạn nhìn nè. Đó. Ai muốn ăn cơm dẹp thì tới đây ủng hộ cô ở trong chợ Châu Thành. Em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. Bây giờ mình đi vô coi trong khu trung tâm cho các bạn xem này nha. Đó, đây đầu đường có một cô bán thịt heo quay. Bánh bò 30. 270 ngàn thôi, cô chuyên bán thịt heo quay. Ai muốn ăn thịt heo quay tới đây ủng hộ cô. Ngay đầu chợ luôn nè các bạn. Dạ. Bên đây thì bánh xếp, bánh bông lan. Đó. Heo quay, vịt quay. À, có một bà cô bán cái gì đó. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Dạ. Cô bán cháo lòng trong chợ Châu Thành. Các bạn có đi chợ thì có đói bụng ghé đây ủng hộ cô. Dạ con chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha cô. Dạ. À. Baby giống nhẽo rồi. À.
Bên đây là bán quần áo các bạn, rất là nhiều quần áo bày sẵn nha. Nãy đi bên ngoài nắng quá các bạn, giờ vô đây mát quá. Wow, có một quầy bán thịt heo luôn. Đây là thịt heo quay nè các bạn, mà không có chủ luôn. Wow, bánh xèo ngon quá luôn, quá nhiều bánh xèo. Dạ, em chào chị bán bánh xèo. Sáng giờ chị bán đắt không? Bán cũng đắt. Cái này mình là tự làm ở nhà luôn hả cô? Dạ. Tại khi mà mình có cái chảo ở đây tại chỗ mình đổ á, nó sẽ đẹp hơn mà nhìn nó bắt mắt, nó ngon hơn luôn á. Mình cột lại vậy đừng cho nguội vô đó. Dạ. Một bánh bây giờ ở đây mình bán cho khách là mấy ngàn cô? Dạ 8 ngàn hả? Wow. Các bạn có tin không? 8 ngàn một cái. Đó, một hộp vậy là 5 cái hả cô? 4 cái 84 32 ngàn. 32 mà bán có 3 chục. 32, cô bớt khuyến mãi 2 ngàn, còn 3 chục. Ai có đến dưới chợ Châu Thành của Trà Vinh muốn ăn bánh xèo thì đây là một chủ nhân. Em chúc chị luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Và bên đây thì có một bà cô bán đậu phộng, đậu dòng, khoai lang, khoai từ, khoai cao. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Dạ. Dạ. Thế thôi sáng nhiều lắm hả cô? Dạ. Khoai từ ở đây giờ như vậy là mình bán cho khách mấy ngàn hả cô? 30 ngàn. Đó. Các bạn có muốn ăn khoai lang, khoai từ thì tới đây ủng hộ cô. Dạ. Em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Đó. Quay nhang luôn nè. Rất là nhiều nhang đèn nè. Đó. Rồi. Đó. Quá trời luôn, cô bán nhang luôn. Sáng giờ cô bán đắt không? Dạ. Ai có muốn mua nhang hay mua tiền vàng mã như thế này thì tới đây ủng hộ cô. Thôi, em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ, có một cô cười rất là đẹp luôn các bạn. Dạ. Bên đây là trái cây, nhãn, bơm, nho, đủ các loại. Bán cho ngồi thấy buồn buồn nghe chị. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Cũng lai gai chứ không có ồn ào ha. À, cái này là nhãn chuồng hay nhãn lông chị? Nhãn chuồng. Qua còn quýt nữa, quýt này quýt sim á. Quýt đường nè, rồi xoài nè, cắt chu, lê, bơm, mẫn cầu, chôm chôm. Đó, mọi người có ăn trái cây thì đến đây ủng hộ chị đẹp. Em chúc chị luôn mua mai bán đắt nha. Đẹp. Đây nè, cho các bạn xem cái này mới ngon thiệt nè. Bánh đúc nè. Nha, người chè nè. Rồi bánh lá nè. Rồi xôi nè. Rồi bánh ướt nè, bánh ít trần nè. Đó, các loại bánh luôn nè, cô đang làm nè. Cái này mình tự làm nhà hả cô? Dạ. Dạ. Ủa cô, cái này bánh này là bánh gì cô? Đó là chè, chè thạch. Chè thạch. Thì mà cái gì quên, bánh lọt. Dạ, đó. Một bịch giống như vậy là mình bán mấy ngàn cô? Dạ 10. 10 ngàn một bịch. Có lại 4 ngàn. Đó. Các bạn có muốn ăn giặt mấy cái món bánh này thì tới đây với chợ Châu Thành có một chị đẹp chuyên bán bánh. Dạ, em à chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn anh em. Dạ, em là Chí Xe TV. Chí Xe TV nè. Rồi. Kênh YouTube nè. Rồi. Đó, bên đây còn ngon nữa ha. Cũng giống bánh bò. Rồi mình thấy có bún nè các bạn. Có gầu cầu. Cũng có bánh ướt trần, thêm xôi, thêm cơm rượu nha. À, nước sâm nữa nè các bạn, nhiều lắm nha, bánh chuối nữa nè. Ôi quá trời các bạn ơi, bánh nào cũng có nước cốt nè. Chè xôi Ngọc Lan, tất cả các chè xôi có thể là nhận đám tiệc luôn nè các bạn. Khi nhà mình có đám tiệc gì đó, mình tới đây mình đặt một số nhiều luôn. Mình nhận giao hàng tới nơi luôn hả bé? Dạ, dạ. Đó, tới đây ủng hộ một cái này giống hoa khôi của Châu Thành quá. Thôi chúc cô bé xinh đẹp luôn mua mai bán đắt nha. Đây trong đây là tạp hóa các bạn, mấy cô ngồi mình thấy lung tung nha các bạn. Hủ tiếu nè, mắm nè. Đó, đây cô bán đồ chay nè, đây chắc đồ chay không hả cô? Đó, cô bán chim, cái này nhìn giống cánh gà chiên các bạn nè, nhưng mà là đồ chay nha. À.
ba chục tiền là hủ 30 miếng rồi, chứ 3 miếng là 6 miếng. Mình có mấy miếng nha, 9 miếng, vậy là 3 miếng 10.000 hả cô? Wow, quá rẻ luôn. Mọi người muốn ăn tàu hủ tới đây ủng hộ cô xinh đẹp. Em mà chúc cô luôn bán đắt nha cô. Quên luôn, tôi đang bán đi lại quay làm lu bu quá. Đó, đây anh bán bún, bán chè và đủ thứ các kiểu thật là. Thì mà bún là bún xào, rồi đây là kiểm ha. Này kiểm anh. Quá hay quá. Ủa này giống ngạn chay. Ủa hình như đây này đồ chay không anh? Wow, không những mấy cái đặc sản của miền Tây của Trà Vinh mà bên cạnh còn có đồ chay như thế này các bạn. Này nhìn thấy ngon chưa nè. Nếu mình có đi đến chợ Châu Thành á thì yên tâm nha. Mình ăn chay được, ăn mặn được. Đó. Em chúc anh chay luôn, mua mai bán đắt nha. Đó. Và cô bán bún, bán hủ tiếu rất là nhiều luôn. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Dạ. Yeah. Chúc cô ngày nào cũng bán đắt. À. Rồi tới đây là cô, hình như tới khu vực bán bún rồi các bạn nè. À. Bún rất là nhiều bún luôn. Cô này cô cười đẹp quá nè các bạn. Bún bây giờ mình bán cho khách là nhiêu ký hả cô? 14.000. Hình như ở chợ đây cũng có một giá một các bạn. 14.000 ký. 3.000 giá. Ba ngàn giá ký bún nữa. Rồi, hiểu không? Mọi người có ăn bún 20. Mọi người có ăn bún thì đến đây ủng hộ cô nghe mọi người. Em chúc cô luôn bán đắt nha. Em là Chí Xe TV nè. Tên kênh YouTube của em. Chưa có buồn vô đây xem cho đỡ buồn. Đó, này thịt heo. Quá nhiều thịt luôn nè. Ai muốn ăn thịt thì tới đây nè. Sườn nè. À, sáng giờ mình bán đắt không chị? Còn sớm mà. Dạ. À, mình ai bà con cô bác mình có đi chợ mọi người thì muốn mua thịt thì tới đây. Trong chợ nè mọi người. Có một cô xinh đẹp chuyên bán thịt heo. Em chúc chị luôn mua mai bán đắt mỗi ngày hả chị? Dạ. Hôm nay là bún riêu nha. Wow, nhìn thấy ngon chưa? Phanh giò heo, bún riêu. Đây là mọi người bà con mình đi chợ khi mỗi chân gì đó mình ngồi đây có thể mình ăn sáng luôn các bạn. Cô bán thịt bò, quá nhiều thịt bò luôn. Cô bán thịt heo. Thịt bò 200 kg hả? Cũng tùy theo loại chứ đúng không? Tùy theo loại. Đúng rồi, nãy giờ mới thấy có chỗ thịt bò, chỗ thịt heo thì rất là nhiều các bạn. Đó. Các bạn có muốn ăn thịt bò thì tới đây ủng hộ. Ở trong chợ Châu Thành có một chị đẹp chuyên bán thịt bò. Em chúc chị luôn mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Ở đây thịt heo. Hôm nay thì cô bán cải muối nè các bạn, củ hành rất là nhiều luôn. Dạ. Đó, sáng giờ cô bán đắt là có một tô hủ tiếu luôn này. Dạ, nói chú ơi, nói là. Nói à. Dạ. Hello mấy baby. Dạ, em chúc chị luôn bán đắt nha chị. Wow, ở đây cô bán hủ tiếu gì nè. Đó, ngon chưa? Mình vô khu trung tâm cho các bạn xem. Ở đây, wow, cô bán khóm luôn. Ở mình gọt sẵn mình bán luôn hả cô? Một trái vậy là mình bán mấy ngàn cô? 12.000. 12.000 một trái. Khóm này là khóm có tên gọi khóm gì không cô? Khóm Tiền Giang. Khóm Tân Phước Tiền Giang. Đúng rồi, Tân Phước là một trong những loại khóm nổi tiếng nhất của miền Tây các bạn. Kèm theo đó là như khóm Cầu Đúc Hậu Giang nè. Đó là một trong những cái khóm mà đi tới đâu cũng nghe thường người ta nhắc tới. Nếu các bạn ở gần đây có đi chợ Châu Thành, Trà Vinh có muốn ăn khóm như thế này thì tới đây ủng hộ một chị đẹp chuyên bán khóm.
Thôi em chúc chị đẹp luôn, mua mai bán đắt. Em là kênh YouTube Chí Xe TV nè chị. Nhớ tên không? Khi nào có buồn thì vô kênh này xem. Em cảm ơn chị. Dạ chưa dám đâu, chắc còn cả nửa tiếng nữa cô. Đó, chú bán thịt heo. Em chào anh bán thịt heo. Sáng giờ anh bán đắt không anh? Cũng được, anh bán thịt heo như thế này nè các bạn, ở trong chợ Châu Thành nè. Mà gọi bây giờ mình bán cho khách là nhiêu ký vậy anh? 130. Đó, ai cũng ăn thịt heo thì tới đây ủng hộ anh. Em chúc anh luôn bán đắt nha. Ở bên đây có một quán cà phê bún xào luôn nha. Mình đi chợ mình mỏi chân thì mình ghé đây mình ngồi uống cà phê đi. Đó, thấy bà con cô bác mình không? Rất là nhiều nè. Ở đây là hết, đây là khu trung tâm chợ cá. Để mình đi giáp khu này rồi mình vô chợ cá mình quay cho các bạn xem ha. Đây bán tạp hóa rất là nhiều luôn. Bánh kẹo, bánh mì, đồ băng cốc, bánh tét, bánh ít và cô bào cốc luôn. Nít thì nhìn thấy ngon chưa là các bạn này. Quá nhiều bánh dân gian luôn. Dạ, bánh gì cũng có, thêm ổi ruby ruột đỏ nữa nè. Nhìn tô muối ớt chảy nước miếng luôn nè. Dạ. Dạ, sáng giờ cô bán được nhiều không? Chậm quá hả con? Dạ. Không sao đâu. Một chút xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ cô hà. Dạ. Dạ, không mà cô dễ thương mà. Mọi người quý mến cô này, tới đây người ta ủng hộ cô hà. Dạ, con chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ, cô bán bánh giống như thế này các bạn. Dạ. Bánh này gọi là bánh da lợn hả cô? Một bịch như thế này là mình bán mấy ngàn cô? 10.000 một bịch thôi các bạn. Các bạn có muốn ăn thì tới đây ủng hộ cô nha. Dạ, cốc này các bạn cũng thấy nè. Đó, đây là bánh mì. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đó, bông nè. Quá nhiều bông luôn. À, có một mấy chị đẹp bán bông. Sáng giờ bán đắt không chị? À, ai muốn mua bông lại đây ủng hộ chị nha mọi người. À, rồi đây là heo gì nè, heo quay. Heo quay. Cao, thuốc. Dạ, heo phải nhiều cao nè. Đó. À, heo. Bên đây cũng thịt heo nữa nè. Đó, cô bán thịt heo quá nhiều luôn. Ít thôi, nhiều quá ăn không hết. Đó, bớt 2.000 luôn. Vừa bán vừa khuyến mãi luôn. Dạ. Mọi người có đi chợ Châu Thành thì ghé đây có một chị đẹp chuyên bán thịt heo. Ủng hộ chị. Đó. Thịt ba gọi như thế này thì mình bán cho khách là mấy ngàn ký gì hả chị? 14.000 là 140 á các bạn. Đó. Cô chia sẻ giá công khai. Các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ. À. Em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. À. 140 ký các bạn. Chào cô bán trứng vịt. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Dạ. Cô bán rất là nhiều trứng vịt đó các bạn. Trứng cút nha, rồi trứng gà. Đó, các bạn có đi chợ thì có muốn sử dụng trứng giống như thế này là các bạn thì tới đây ủng hộ cô. Thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV nha. Đây là kênh YouTube của em nè. Em làm phim cho mọi người xem ở chợ quê mình nó ra làm sao. Kênh YouTube của em Chí Xe TV á. Dạ. Đây các loại mắm. Bên đây cũng là bán thịt heo. À. Chầu cao. Bán không được lại buồn khóc luôn rồi. À. Cô bán thịt xay nè các bạn. À. Rất là nhiều. Đó. Mình xay sẵn mình bán luôn hả cô? Xay sẵn bán luôn.
Dạ. Mình bán bao nhiêu lạng cô? 12.000. Dạ. Cô bán này gì ta? Dạ. Nó tên con lùn bán cà phê. Chị bán cà phê trong chợ Châu Thành. Các bạn có đi chợ có khát nước thì ghé đây uống cà phê ủng hộ chị. Dạ, đường cà phê sữa gì đó. Thôi em chúc chị luôn mua mai bán đắt nha. Dạ, hy vọng mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Có bác sĩ không? Cô bé hỏi có bác sĩ không? Bác sĩ bỏ lẽ vào tới nơi luôn. Không khí ở chợ này mình thấy nó yên ắng các bạn. Bà con ở đây rất là hiền các bạn. Trong hiền hòa sao các bạn. Đó, anh trai bán vịt gà. Gà vịt làm sẵn luôn các bạn. Bà con ở đây cũng rất là vui vẻ và thân thiện. Mình thấy mọi người có nét hiền hiền là sao các bạn. Đó. Chị bán thịt heo mà chị bán đắt quá giờ này hết rồi. Quá nhiều thịt heo luôn. Sáng giờ bán đắt hết luôn hả chị? Dạ. Đó. Mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Chúc chị ngày nào cũng luôn bán đắt nha. Chị cười rất là đẹp rồi các bạn. Em cảm ơn chị. Đây nãy giờ mình thấy người đẹp rất là nhiều luôn các bạn. Mặc dù ở đây là của chợ của mưa đồng bào dân tộc Khmer các bạn. Nhưng mà thật sự mọi người ở đây rất là hiền hòa, rất là thân thiện luôn các bạn. Đó, cô pha cà phê sẵn về mình bán hả cô? Sáng giờ cô bán được nhiều chưa? Ê, muốn chết hả? Bán cà phê mà ngồi người ta khát nước chưa chưa nắng lên cô bán được luôn á. Sáng sớm người ta luôn vô công chuyện á cô. Dạ. Thôi em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Ở đây cái quán cà phê nè các bạn. Đây cũng là heo nha. Và bắt đầu cái khu vực gần nghe này là mình cho các bạn xem nè nha. Thấy cô bán mắm nè. Là nhờ một trong những đặc nét của người dân tộc mà ở tỉnh Trà Vinh này các bạn. Các bạn có một lần đến đây tham quan du lịch thì hãy ghé với chợ Châu Thành Trà Vinh để mình thưởng thức các món ngon và đồng thời mình mua mấy cái quà để làm lưu niệm giống như mấy cái món đặc sản của vùng miền đó các bạn. Để về mình làm quà biếu tặng rồi cho bà con cô bác rồi. Nè, các bạn đây nè. Thế mình biết chắc có lẽ là đây là mắm bò hóc không ba? Đó. Một bịch nhỏ như thế này mình bán mấy ngàn này hả ba? Dạ 13.000. 13.000 được 300 gram không ba? Dạ nửa ký. Nửa ký đó các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là một trong những món đặc sản đặc trưng của người đồng bào dân tộc Khmer. Mà nói riêng là ở tỉnh Trà Vinh này là rất là ngon các bạn. Mình nấu bún nước lèo rồi không thể thiếu bún mắm nha. Còn mắm cá lóc nữa nè. Ai có đi chợ thì ghé qua đây ủng hộ cô bé. Chúc cô bé luôn mua bay bán đắt nha. Dạ. Sáng giờ bán được không ông? Sáng giờ ông bán đắt không? Như vậy. Cũng ông cũng bán mắm rồi mà các bạn nè. Rất là nhiều mắm luôn nè. Đó. Quá nhiều mắm rồi thêm dưa mắm nữa nè các bạn. Thôi con ơi, chúc chú luôn mua bay bán đắt nha chú. Bên đây có một chị đẹp chuyên bán dưa cải làm dưa. Đó. Rồi dưa chua, dưa leo, dưa mắm, các loại dưa mắm, rồi mắm lóc, mắm sạc. Đó rồi, mắm nè. Dạ, em là Chí Xe TV nè chị. Họ giữ đà luôn thôi, họ cũng quên hả. Dạ, đó. Các bạn nhìn nè, đây cũng cô đang ra bà bán dưa cải nha, cải chua. À. Các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị đẹp. Chúc chị đẹp luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Hôm nay bà con mình bán bọc thì gì các bạn? Cái bọc này. Mình coi mình chia sẻ cho bà con biết cái chỗ bán của mình sao để người ta đi chợ tới đây người ta ủng hộ mình. À. Đây là khu vực. Cái khu vực mà bán cá các bạn. Quá hay quá. Dạ em ở Vĩnh Long. Ở đây vẫn ấy quá hả anh? Dạ.
con bà. Nó nhiều luôn. Con hình tép cá mồi đặt mặt quá trời luôn nè. Tép lông, tép bóng, sáng giờ chị bán được không vậy? Cũng đỡ lai gai ha chị. Dạ, miễn cô bán lai gai là được ha. Dạ. Thôi em ơi, chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Đó. Chị chuyên bán chả cá. Chả này là chả cá mè hả chị? Cá thu. Cá thu, còn chả này? Cá thắt lát. Cá thắt lát mua này đồng. À, mình nhìn mình không biết đâu nha các bạn. Chỉ có người cô. Đó, cô này mình cạo tại chỗ luôn hả cô? Làm tại chỗ luôn á. Làm tại chỗ, bán tại chỗ, đảm bảo nguyên chất 100%. Nếu các bạn có đi chợ muốn ăn chả cá thì tới đây gặp một chị đẹp chuyên bán chả cá trong chợ Châu Thành. Cảm ơn nha. Em ơi, chúc chị đẹp luôn, mua mai bán đắt nha. Dạ. Kế chị đẹp có một chị bán cá quá nhiều luôn, cá lóc, cá diêu hồng, cá dồ, quá nhiều cá, ai muốn ăn cá tới đây. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Cũng lai gai. Dạ, em chúc chị bán đắt nha chị. Quá nhiều nè các bạn, cá quá trời nha. Wow, quá trời cá tôm luôn nè các bạn ơi. Bé bán ếch, bán cá đối. Đó, mọi người có đi chợ thì tới đây ủng hộ bé. Các bạn có nhìn nè, cá đối rồi tôm thẻ nữa, quá nhiều luôn. Thẻ như vậy là mình bán mấy ngàn ký hả bé? 120, quá rẻ luôn các bạn ơi. Cái này đó. Dạ, đây có một cô bé xinh đẹp chuyên bán cá nè các bạn. Có đi chợ thì vào trong chợ này ủng hộ cô bé. Chúc cô bé luôn mua mai bán đắt nha. À, cá gồ. À, cá lóc. Cá hồi. Rất là nhiều cá luôn. À. Trời, bán cá biển đắt quá. Con cá đỏ đỏ này là cá gì anh trai? Cá đồng. Cá đồng. Wow. À, anh đang làm là cá bạc má hả? Cá ngần. Cá ngần này là mình bán mấy ngàn ký anh trai? Đây bán có 55.000. 55.000. À. Đó rồi còn cá đồng này. 65. Cá đồng 65. Mọi người muốn ăn cá thì tới đây ủng hộ anh trai trong chợ Châu Thành nha mọi người. Em ơi, chúc anh trai luôn bán đắt nha. Chị bán cá phi bán đắt quá. Ở đây tới khu vực bán cá nè các bạn. Mình lên mấy chỗ cô bán gà vịt cho các bạn xem nè nha. Đó. À. Ở đây chắc có lẽ là bạn quản lý để một cái cân ở đây các bạn nè, cái cân để dành cân đối trứng nha. Ban quản lý chợ thị trấn Châu Thành nè, nếu mà ai mà cân gian cân thiếu thì lại đây thử lại là người đó bị phạt nha. Của nhà nước mình để sẵn nè các bạn. À, đây là chỗ gà vịt, cô bán gà bán vịt. Rồi tới các bạn nhìn nè, hay quá các bạn nè. Nhiều gà vịt nha các bạn, quá trời gà vịt luôn nha. Cho rửa máu ấy, thơm ấy.
quá nhiều tôm, cá lòng tôm, cá bóng luôn, quá nhiều luôn các bạn ơi nè. Dạ, đậu đồng không hả cô? Tôm thẻ, cá lòng tôm đá, tôm bay gì không biết nữa. Tôm đá. Tôm đá. Trời ơi, cô ngồi hết, làm hết như cái bóng này biết chừng nào hết cô. Tới tối luôn á. Tới trưa. Tới trưa luôn. Cá bóng này gọi cá bóng gì cô? Bông trứng. Cá bóng trứng. Bây giờ mình bán cho người ta nhiêu cái gì cô? Kiên trăm ba. Kiên trăm ba là làm sẵn luôn hay chưa làm? Làm sẵn luôn. Làm sẵn luôn trăm ba. Ừ. Còn ai tự làm thì trăm hai hả? Ừ. Cô ngồi cô cắt thấy thương quá các bạn. Không biết tới cắt chừng nào hết nữa. Ai cũng ăn có bắt mặn không á. Dạ, ai muốn ăn cái bóng trứng như thế này thì tới đây ủng hộ cô nha mọi người. À, em chúc cô luôn bán đắt nha. Kìa, cua biển, tép bạc, nó có nhiều luôn nè các bạn. Đây cũng bao bóng trứng luôn nè các bạn. Wow, đây nguyên về cá biển luôn. Ngon quá nè. Xanh nâu. Tép bạc, cua luôn. Sáng giờ bán được không bé? Dạ, cũng lai gai. Bé bán cá lòng tông. Bé lặt hết cái này trong tiếng hồ luôn quá bé. Cũng quen rồi. Quen rồi, bé tự bắt hay là mình mua đi bắt lại bé? Cái này cắt vô mẹ. À, mua cũng mua của người ta. Dạ. Bây giờ ở đây mình bán cá lòng tông này là mấy ngàn ký hả bé? Cái này nếu mình cắt sạch sẽ rồi 100g 10 ngàn. 100g 10 ngàn. Còn nếu chưa cắt nguyên con vậy? Chưa cắt thì 70 ngàn. Chưa cắt thì 70. Và còn cua biển này nhiều tiền không bé? Biển này tùy loại á. Cái này là hai ba thứ luôn hả? Dạ, cái này nó còn sao nó hơi mềm, nó bị mềm, nó hơi nhẹ này không bé? Cái cua xô trong hai. Cái người ta thử con cua ngon hay không ngon là người ta làm sao hả bé? Bóp cái đít cái này hay bóp này? Đây hả? À, nó cứng là ngon. Dính nặng tay ha. Dạ đó, bé chia sẻ một cách chân thành nha các bạn. Các bạn có đi chợ Châu Thành á thì tới đây ủng hộ bé bằng những cái con tôm, con cá giống như thế này, thêm đẹp cho cua biển nữa nè các bạn. Thôi chúc coi. Ông ủa đồ nhiều hơn hả? Dạ. Bé tên gì? Rồi, chúc cô bé luôn mua mai bán đắt nha. Hy vọng mọi người có tới chợ này thì ghé đây ủng hộ bé. Anh ở đâu làm gì vậy? Anh ở Vĩnh Long. Anh là Chí Xe TV nè bé. Chí Xe TV nè. Dạ, trong đó có quá trời à, nhiều à. Đồ biển luôn nè các bạn, quá trời là ha. Ớt lộn, ớt đó các bạn. À, cá quá trời luôn nè. Quá nhiều tôm luôn, này tôm sú rồi vậy các bạn. Này sú nhỏ hả cô? À, tép bạc, tôm thẻ. Lóc. Cua lớn này các bạn. Thì là cua đá nữa. Con thẻ con bự quá trời luôn rồi. Đây à, nghe mé sông nè các bạn. Chợ này nè mà nghe cái mé sông giống như thế này nha các bạn nè. Giống bãi kem nè. Đó là ngay cái cống nha. Đó. Thank you.
Cá dừa hồng, cái gà vịt. Sáng giờ mình bán được không chị? Chậm. Chị bán gà vịt đây mỗi ngày hả? Dạ. Mọi người cứ qua ăn thịt vịt hay cá hấp gì nè các bạn. Thì tới đây ủng hộ chị ở trong chợ Châu Thành. Em chúc cho chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Tên của em là chị. Cá chê, cá lóc, ớt, quá nhiều cá luôn, cá dồ, cá diều hồng, cá đối nữa nè các bạn, cá đối, cá biển luôn nha. Quá nhiều cá luôn các bạn ơi. Wow, ở dốc cầu chỗ cái cống luôn các bạn. Hình như chiếc xe cũng đã đi giáp cái khu vực của chợ Châu Thành rồi các bạn. Bên ngoài dốc cầu mình nhìn vô cái chợ này các bạn. Bạn xem nhớ cho mình xin một like các bạn. Dạ. Dạ, măng cụt. Dâu tới mùa rồi. Dạ, bò bon các bạn. Bây giờ quảng cáo cho chị, hy vọng mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Quýt tài giấy 500 không á. Dạ. Quýt này gọi là quýt gì hả chị? Quýt út anh. Quýt út. Quýt út bây giờ mình bán cho khách là nhiêu ký rồi chị? Dạ 60.000. 60.000. Còn giống như mận Hà Nội? 30.000. Mận Hà Nội 30. Rồi táo giống như thế này? Táo đó 25.000. Đó, mình chia sẻ một đại khái một vài giá của một vài loại trái cây giống như thế này. Chị chuyên bán trái cây ở chợ Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Với xe TV nha. Nhớ kênh cho biết cái chỗ để xem không? Nè, kênh YouTube Chí Xe TV. Chào em bé đẹp trai. Chú là chú Chí Xe TV. Nè, nè, nhớ chưa, Chí Xe TV nha. Ờ, về đi. Dạ, anh bán nước mía. Dạ. Dạ. Lên YouTube là có chú quốc. Ai cũng coi được hết trơn á. Khắp thế giới luôn. Ở đây bán vịt con. Dạ. Ở đây của cô luôn á hả? Wow, hay quá. Cô chuyên bán trứng vịt, trứng gà. Kèm theo là cung cấp vịt con, gà con giống như thế này các bạn. Các bạn có thể tới đây liên hệ với cô. Rồi mình muốn nuôi số nhiều thì cô có thể là ở gần đây thì cô giao tới nơi luôn. Dạ. Dạ. Vịt này gọi là vịt con vịt gì cô? Bên đây là siêu hòa lan, còn bên đây là siêu thịt. Siêu hòa là gà nồi đất. Bên đây là gà nồi đất. Gà nồi đất như thế này mình một bao nhiêu chục rồi cô? Cái này 150. 150 một cái này mấy ngày con? Cái này 1 ngày tuổi. 1 ngày tuổi là 150.000 chục. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì hay đi mua về nuôi tới đây ủng hộ cô. Thôi cầu mong sao cho nhiều người thấy video này để tới đây ủng hộ cô nhiều ha. Dạ, em cảm ơn cô. Bên ngoài các bạn. Đó thì cũng có cô bán bánh mì kìa. Bánh mì bánh ít nha. À. Bánh mì, bánh ít. Bánh lá dừa. Bán bánh lá dừa, bán bánh mì. Rồi hôm đó là bán tạp hóa các bạn. Này cam nè. 2 kg 15k. Quá ghẻ luôn nè, thấy không?
Đây có cô bán gì không biết nữa. Bán nước đậu nành hả cô? Đậu nành mà má đem về chú ơi, đậu nành mà. À, mình bán cho người ta đem về à? Dạ. Dạ. Đó, một bịch chỉ có 5 ngàn hả cô? Dạ. Quá rẻ luôn, bịch chà bá lửa 5 ngàn. Nhà nấu á. Ôi trời, một đống tiền luôn, sáng giờ cô bán đắt quá. Đó, mọi người cứ muốn uống đậu nành thì tới đây ủng hộ cô. Cô bán mỗi ngày luôn hả? Dạ, dạ, em chúc cô luôn bán đắt nha. Đây cô bán bánh mì, tâm thể rất là nhiều bánh mì cam sành Vĩnh Long. Đây là cam sành Vĩnh Long các bạn, 10.000 ba ký cam sành Vĩnh Long, 10.000 ba ký cam sành Vĩnh Long. Rồi đây là tiệm bán thức ăn gia súc, bán gạo các bạn. Nhiều chiếc xe cũng đã đi giáp khu vực của chợ Châu Thành này các bạn. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn ha. Em gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo nha.